Theo phân tích của nhiều hiệu trưởng trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, điểm thi ở một số môn thi có sự biến động, chính vì vậy dẫn tới các tổ hợp điểm thi dự kiến có sự thay đổi theo chiều hướng tăng. Chẳng hạn, với khối C, nếu như năm trước điểm trung bình 4,97 thì năm nay đã tăng lên 6,34, cao 1,4 lần. Thì dự kiến tổ hợp khối này sẽ tăng. Với khối B và D, dự kiến điểm chuẩn cũng sẽ giảm so với năm trước do tỷ lệ bài thi dưới trung bình ở môn sinh học và tiếng Anh chiếm khá nhiều. Các khối A, A1 dự kiến sẽ ít biến động điểm nhiều. Từ phân tích sơ bộ tình hình điểm thi, nhiều thầy cô cho rằng điểm chuẩn năm nay dự kiến sẽ có nhiều biến động theo chiều hướng tăng do các trường đại học đã dành rất nhiều chỉ tiêu cho xét tuyển sớm. Chính vì vậy, thí sinh cần phải hết sức lưu ý, tính toán, ước lượng cho thật kỹ, không nên chủ quan với việc chỉ đăng ký một nguyện vọng mà cần tính toán cho nhiều nguyện vọng.